Trong tuần qua, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 5, diễn biến của dịch COVID-19 tiếp tục căng thẳng, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của tổng công ty và các đơn vị. Giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của tổng công ty trong giai đoạn hiện nay. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức hội nghị đào tạo trực tuyến, tăng cường kiến thức và kỹ năng khai thác hệ thống BI, Business Intelligence trong điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho các đơn vị trên toàn mạng lưới. Chiều ngày 28 tháng 5, trong khuôn khổ hội nghị bàn giao sản phẩm xoài Sơn La theo thỏa thuận tiêu thụ cho các đơn vị chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu và thương mại điện tử 2021, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Cục xúc tiến thương mại với mục tiêu hỗ trợ đưa sản phẩm nông sản và các sản phẩm tiêu biểu khác của địa phương trên sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, tuần qua, Tổng công ty và Bưu điện tỉnh Bắc Giang cũng đẩy mạnh nhiều giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ hàng chục nghìn tấn nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thông qua sàn thương mại điện tử Postmart. Ngày 22 tháng 5, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức khai trương cửa hàng tiện lợi Postmart Bách Hóa Bưu điện đầu tiên trên địa bàn thành phố. Ngày 25 tháng 5, Bưu điện tỉnh Bình Dương phối hợp Bảo hiểm xã hội Bình Dương triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội cho gần 80 cán bộ công nhân viên khối quản lý Bưu điện tỉnh. Ngày 26 tháng 5, Bưu điện tỉnh Lào Cai và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện. Ngày 25 tháng 5, Bưu điện tỉnh Điện Biên đã vận chuyển an toàn 2 tấn hàng hóa và bàn giao cho đại diện chính quyền huyện Nậm Pồ, góp phần chung tay cùng người dân nơi đây vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngày 26 tháng 5, Cục Quản lý Thị trường và Bưu điện tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kiểm tra và xử lý tình huống đối với hàng hóa kinh doanh gửi qua đường bưu điện trong nước. Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức phun khử khuẩn tại nơi làm việc, thực hiện cấp phát đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh cho người lao động. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện PTI vừa ra mắt văn phòng đại diện giám định bồi thường PTI thành phố Hải Phòng. Đây là trung tâm giám định bồi thường thứ 3 của PTI trên cả nước. Tuần qua, các cục công đoàn trong tổng công ty đã chung tay ủng hộ Bưu điện Bắc Giang và Bắc Ninh các nhu yếu phẩm, vật tư y tế để chung tay chống dịch. Ngày 26 tháng 5, cán bộ chủ chốt đoàn tổng công ty tham dự hội nghị học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 và chương trình hành động của đoàn thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng do Trung ương đoàn tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đoàn Bưu điện tỉnh Bình Định hỗ trợ đơn vị trong công tác bán hàng và vệ sinh 5S tại Bưu điện Văn hóa xã Nhân Khánh và Nhân Phúc. Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã ủng hộ và trao tặng Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh 1 tấn gạo để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Làn sóng COVID-19 thứ tư xuất hiện với những diễn biến đặc biệt phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, gia đình và công việc của toàn thể anh chị em trên toàn mạng lưới. Với ý chí quyết tâm, đồng lòng, hơn 7 vạn cán bộ công nhân viên, người lao động toàn tổng công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Sau đây là một số hình ảnh đẹp của những chiến binh bưu điện được chúng tôi ghi nhận trong tuần qua. Bưu điện Việt Nam.